Trong hơn một thế kỷ, mô hình làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều đã trở thành quy chuẩn toàn cầu, bắt nguồn từ phong trào lao động tại Mỹ vào thế kỷ 19. Khi ấy, mô hình này đã mang lại những thay đổi lớn cho thị trường việc làm. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại đầy biến động, liệu khuôn mẫu này có còn phù hợp? Phải chăng sự cứng nhắc trong việc áp dụng nó vào mọi lĩnh vực đang góp phần gây ra những thách thức mà các doanh nghiệp Mỹ hiện nay đang đối mặt? Thời gian trở nên vô giá trị. Theo báo cáo của McKinsey, công ty tư vấn quản lý hàng đầu thế giới, họ đã chỉ ra rằng 2/3 giá trị của một người lao động nằm ở khả năng làm việc của họ trong suốt cuộc đời. Con người trao đổi thời gian, công sức và kinh nghiệm để lấy thu nhập. Những giá trị này thậm chí còn có giá trị gấp đôi so với tổng tài sản mà một người bình thường sở hữu. Mô hình làm việc 8 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần đã mang đến cho hàng tỷ người sự ổn định về thu nhập, lộ trình thăng tiến rõ ràng dựa trên kinh nghiệm tích lũy. Tuy nhiên, mô hình này không thể áp dụng cho mọi ngành nghề. Việc cố gắng duy trì mô hình này đã gây ra những hệ lụy tiêu cực cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp, và nó dẫn đến những xu hướng tiêu cực trên thị trường việc làm. Đầu tiên chính là việc thời gian bị coi là một tài sản không có giá trị. Một ví dụ điển hình là Ford Motor Company, một trong những doanh nghiệp tiên phong áp dụng tuần làm việc 40 giờ, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Mỹ. Henry Ford đã thực hiện điều này nhằm biến công ty của mình trở thành điểm đến hấp dẫn nhất đối với công nhân ngành ô tô, thu hút nhân tài từ các đối thủ cạnh tranh mà không cần trả lương cao hơn. Để cạnh tranh với Ford trong việc thu hút và giữ chân nhân tài, các nhà sản xuất ô tô khác buộc phải áp dụng tuần làm việc 40 giờ với chế độ trả lương cho giờ làm thêm tương tự như Ford. Dần dần mô hình này lan rộng ra các ngành công nghiệp khác khi các công ty nhận ra rằng họ cũng cần phải cung cấp giờ giấc làm việc tương tự để tránh việc nhân viên giỏi nhất của mình chuyển sang làm việc cho các nhà máy sản xuất ô tô. Lý do chính là công việc trong các nhà máy thường được xác định rõ ràng, công nhân có thể duy trì năng suất ổn định trong mỗi giờ làm việc, và mỗi giờ làm thêm sẽ tạo ra một lượng sản phẩm tương ứng, miễn là họ không bị kiệt sức. Thế nhưng công việc văn phòng hiện đại lại hoàn toàn khác. Sẽ có những lúc bạn ngập đầu trong công việc, nhưng cũng có những lúc bạn không có gì để làm. Dù thế nào, bạn vẫn phải có mặt ở văn phòng 8 tiếng mỗi ngày và tỏ ra bận rộn. Trước đây, phần lớn người Mỹ làm việc trong lĩnh vực sản xuất. Còn ngày nay, hầu hết mọi người đều làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, một lĩnh vực đa dạng hơn rất nhiều. Công việc của bạn có thể là bất cứ điều gì, từ việc đưa ra các quyết định chiến lược cho công ty cho đến pha cà phê. Rõ ràng, những công việc này rất khác nhau và cần có lịch trình làm việc linh hoạt. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp vẫn cố gắng áp dụng mô hình 8 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần cho tất cả mọi người. Điều này thực sự không hiệu quả, bởi vì không có công việc dịch vụ nào có thể được sản xuất hàng loạt trên một dây chuyền được tinh chỉnh như trong nhà máy. Khối lượng công việc phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Điều này có nghĩa là khi có nhiều việc, nhân viên phải làm việc hơn 8 tiếng mỗi ngày và có thể phải làm thêm giờ không lương. Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu ADP về các chuyên gia văn phòng, số giờ làm việc trung bình không lương đã tăng lên 9,2 giờ mỗi tuần vào năm 2021, tương đương với hơn một ngày làm việc, để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động. Ngược lại, khi có ít việc hoặc không có việc gì để làm, chẳng hạn như sau khi hoàn thành một dự án lớn hoặc vào mùa kinh doanh ế ẩm, nhân viên vẫn phải làm việc đủ 40 giờ mỗi tuần vì họ được trả lương cho toàn bộ thời gian đó. Khi rơi vào tình huống này, nhiều người cố gắng tìm cách để trông có vẻ bận rộn, bởi vì nếu bạn không có việc gì để làm, rất có thể bạn sẽ bị giao cho những công việc vô nghĩa chỉ để lấp đầy 8 giờ làm việc bắt buộc. Thực tế, tuần làm việc 40 giờ không chỉ gây bất lợi cho nhân viên mà còn không tốt cho chính các công ty. Mô hình 9-5 không còn hấp dẫn với doanh nghiệp. Theo dữ liệu được tổng hợp bởi Statista, sự phát triển của các công việc tự do và làm việc theo hợp đồng đã vượt xa so với công việc truyền thống với tốc độ chóng mặt lên đến 500% trong thập kỷ qua. Các ứng dụng việc làm tự do đã trở nên cực kỳ phổ biến đối với những người lao động không có kỹ năng chuyên môn. Một người chỉ cần có điện thoại và xe đạp có thể bắt đầu làm việc cho các dịch vụ giao đồ ăn như Uber Eats, Postmates, DoorDash, GrabHub hoặc thậm chí là tất cả cùng lúc chỉ bằng cách điền vào một biểu mẫu trực tuyến. Đây là một sự thay thế đầy hấp dẫn so với các công việc vẫn còn mắc kẹt trong quy trình lỗi thời như nộp đơn xin việc, trải qua nhiều tuần phỏng vấn, v.v.
Mặc dù công việc tự do thường có mức lương không cao, nhưng mọi người có thể làm việc bao nhiêu tùy thích, vào thời điểm họ muốn, và họ hoàn toàn có thể làm thêm một công việc toàn thời gian khác để tăng thu nhập. Điều này khiến cho công việc tự do ngày càng trở nên phổ biến. Bên cạnh đó, dạng công việc hợp đồng cá nhân cũng đang bùng nổ. Điều này phổ biến hơn đối với những người lao động có tay nghề cao, những người có thể bán dịch vụ của họ cho các doanh nghiệp giống như một nhân viên chính thức nhưng không bị ràng buộc bởi hợp đồng dài hạn. Họ chỉ được trả tiền khi hoàn thành công việc. Hợp đồng cá nhân thường dựa trên mức giá đã thỏa thuận cho một kết quả cụ thể. Ví dụ như 10.000 đô la để xây dựng một trang web cho công ty, nhưng chúng cũng có thể được tính theo giờ cho các vị trí như bảo vệ, trợ lý hành chính hoặc nhân viên theo yêu cầu. Theo báo cáo của công ty tư vấn quản lý Oliver Wyman, nhân viên y tế là một trong những nhóm nhân viên chuyển đổi nhanh nhất từ vai trò truyền thống sang làm việc theo mô hình mới này. Y tá, bác sĩ và nhân viên hỗ trợ bệnh nhân đã quen với việc làm việc theo giờ linh hoạt. Vì vậy, họ không phải hy sinh nhiều khi làm việc như một nhân viên hợp đồng thay vì một nhân viên chính thức. Theo một số báo cáo, nhiều y tá đã quyết định chuyển sang làm nhân viên hợp đồng để giảm giờ làm bởi vì sức khỏe tinh thần đã trở thành ưu tiên hàng đầu đối với những người làm việc trong ngành này. Họ thường được trả công cao hơn cho thời gian làm việc so với nhân viên chính thức vì doanh nghiệp chỉ phải trả cho những giờ làm việc thực tế, đồng nghĩa với việc tổng chi phí bỏ ra thường thấp hơn. Với làn sóng sa thải đang tràn ngập các mặt báo, mọi người cũng đang nhận ra một sự thật phũ phàng rằng công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều cũng không thực sự đảm bảo cho họ điều gì. Vì vậy, người lao động ở mọi cấp độ kỹ năng đều nhận thấy rằng họ có thể kiếm được nhiều hơn, trong khi các doanh nghiệp cũng nhận ra rằng họ có thể cắt giảm chi phí bằng cách loại bỏ ngày làm việc cứng nhắc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Đây là một trong những lý do khiến mô hình làm việc này đang dần trở thành dĩ vãng. Tuy nhiên, sự kết thúc của ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều không phải là một điều hoàn toàn tốt đẹp đối với tất cả mọi người. Thực tế là ở thời điểm hiện tại, doanh nghiệp sẽ là bên hưởng lợi nhiều nhất từ sự thay đổi này, ngay cả khi họ phải trả cho các nhân viên tự do của mình mức lương cao hơn một chút cho mỗi giờ. Mất mát đầu tiên của người lao động chính là các phúc lợi. Khi làm việc như một nhân viên hợp đồng, bạn sẽ trở thành ông chủ của chính mình. Điều này đồng nghĩa với việc mặc dù bạn kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng bạn cũng phải tự chịu trách nhiệm cho các chi phí chung. Các phúc lợi như thời gian nghỉ có lương, đào tạo, kế hoạch nghỉ hưu, kế toán và bảo hiểm y tế sẽ do bạn tự chi trả. Bảo hiểm y tế thông qua một công ty thường có giá cả phải chăng hơn nhiều so với các lựa chọn bảo hiểm tư nhân. Sự mất mát này lại chính là lợi ích của các doanh nghiệp. Theo một cuộc khảo sát do Forbes thực hiện, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thuê ngày càng nhiều nhân viên hợp đồng bởi vì điều này giúp đơn giản hóa việc kế toán và giảm thiểu chi phí ngày càng tăng của việc quản lý nhân sự. Không chỉ có các công ty nhỏ, theo CNBC, số lượng nhân viên hợp đồng tại Google và các công ty công nghệ lớn khác đã vượt qua số lượng nhân viên chính thức kể từ năm 2018. Và tỷ lệ này thậm chí còn chênh lệch hơn trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Google vốn đã có bộ phận nhân sự và kế toán hùng hậu, vậy nên việc họ theo đuổi hình thức làm việc hợp đồng xuất phát từ hai lý do khác. Thứ nhất, các kỹ sư tài năng nhất đã nhận ra rằng họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi tham gia vào các dự án riêng lẻ cho nhiều công ty khác nhau so với việc làm nhân viên toàn thời gian cho chỉ một công ty. Nhu cầu cao về nhân tài trong thời kỳ thịnh vượng đồng nghĩa với việc các công ty này buộc phải đáp ứng mức lương mà các kỹ sư hàng đầu yêu cầu. Một số kỹ sư có trình độ chuyên môn cao có thể tính phí lên đến hàng nghìn đô la một giờ cho công việc của họ. Ngay cả đối với một công ty giàu có như Google, việc chi trả tiền cho họ theo giờ làm việc vẫn là lựa chọn hợp lý hơn. Họ thực sự cần những kỹ sư này, nhưng họ cũng không muốn trả mức lương cố định hàng triệu đô la mỗi năm cho một dự án mà kỹ năng của những kỹ sư đó chỉ được sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn. Lý do thứ hai là trong thời điểm khó khăn như hiện nay, việc sa thải những nhân viên này không bị xem là sa thải nhân viên chính thức. Vì vậy, các công ty có thể dễ dàng cắt giảm chi phí mà không cần phải sa thải bất kỳ nhân viên nào. Việc sa thải hàng loạt sẽ phát đi tín hiệu tiêu cực cho các nhà đầu tư và nhân viên còn lại rằng doanh nghiệp đang gặp khó khăn, khiến họ có xu hướng rút vốn hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm ở nơi khác. Bên cạnh đó, cũng có một số nhóm thực sự được hưởng lợi từ sự sụp đổ của mô hình làm việc 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những người lao động mới vào nghề có thể làm việc theo hợp đồng, mặc dù không được trả lương cao, nhưng họ có được sự linh hoạt trong việc lựa chọn thời gian làm việc. Còn những người lao động có tay nghề cao có thể lựa chọn dự án và công ty trả mức thù lao hấp dẫn nhất.
giúp họ tối ưu hóa thu nhập dựa trên kỹ năng của mình. Tuy nhiên, những người chịu thiệt thòi lớn nhất chính là những người lao động bình thường ở vị trí trung gian, những người đang đảm nhiệm những vai trò không thể chuyển đổi thành công việc tự do nhưng cũng không có đủ nhu cầu để được thuê với mức lương cao. Các chi phí cố định khi hoạt động như một lao động tự do bao gồm bảo hiểm y tế, kế toán và nhiều khoản khác khiến cho hình thức làm việc này chỉ thực sự có lợi cho những người có thu nhập cao hơn mức lương trung bình. Nếu bạn kiếm được 60.000 đô la một năm với tư cách là một nhân viên chính thức, bạn sẽ phải cần ít nhất 80.000 đô la một năm khi làm lao động tự do và không nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả thêm khoản phí bảo hiểm 20.000 đô la đó cho một công việc thông thường. Mô hình làm việc 9-5 có thể đang dần biến mất, nhưng nó vẫn mang lại sự ổn định mà nhiều người lao động mong muốn. Tương lai của công việc sẽ đòi hỏi sự cân bằng mới giữa tính linh hoạt và sự an toàn, và không phải ai cũng sẽ được hưởng lợi từ sự thay đổi này. Vì thế, việc tạo ra những cơ chế hỗ trợ người lao động ở các vị trí trung gian là điều cần thiết để đảm bảo họ không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi này. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!